ngắn để hướng dẫn mọi người cách chọn một chú hươu mông cọc 2-8 tuổi đẹp chuẩn. Vậy nhé mọi người nhá, em chào tất cả mọi người nào. Em chào mọi người đi nào. Này đòi xuống rồi. Vậy nhá mọi người nhá. Đấy, nhìn ghét chưa này? Nhìn ghét chưa này? Úi trời, nhìn ghét chưa? Ôi nhìn ghét chứ. Nào. Ô. Đây một chú chó cũng ngồi dưới người luôn mọi người này, nhìn ghét lắm mọi người này. Em ơi, đấy hôm nay em ra sâu làm cái video này, em sâu hàng một chú mông cọc. Đấy mông cọc là chuẩn gốc Hà Giang, nó như này mọi người này, nó rất là đẹp. Đấy tai lên tự nhiên, con này hiện tại mới chưa hơi đốm lưỡi này, đấy đốm lưỡi mà hiện tại bây giờ mới được có còn 2 tháng đó mọi người. Theo chủ chó chia sẻ thì là con này mới được có 52 ngày à, đấy mà rất đẹp luôn. Đây là đấy, ai chơi cọc nhá, ai chơi cọc thì lên tìm hiểu những đặc điểm của một con chó đẹp đây này. Đấy đầu to mõm ngắn, đấy tai vảnh từ bé luôn. Con này có đặc điểm là nó là vàng kem, mũi lâu, toàn những yếu tố đẹp của một con chó thôi. Đây ví dụ này, đuôi của em này là đuôi cọc thỏ đây này. Em kiểm tra đuôi rất chuẩn, con này là con cái mọi người ạ. Đấy cọc cái mà nhìn như này mọi người nhìn xem, đầu to này, nhìn phê chưa. Đấy cứ ngồi ghế thôi, đặt ngồi ghế. Đấy con này sáng nay phải rất là vất vả lắm ấy. Đấy không phải mua bằng tiền đâu mọi người ạ, phải mua bằng khá nhiều tiền cộng với này chảy cối mới mua được các mọi người. Ôi sắp buồn ngủ rồi như này. Nhìn đáng yêu chưa, nhìn ghét chưa, đấy quá ghét luôn đấy mọi người nhở. Này ôi không tật lỗi gì hết, không huyền đề gì hết, lại còn đốm lưỡi đấy em, đốm lưỡi rất là đẹp luôn, mắt xanh nét. Ôi rồi đấy cứ đang quay cái này, có bác gọi điện này. Này, chú chó chú ngồi nhìn rất đáng yêu luôn này. Đấy này, nuôi chuẩn luôn. Đấy, có hạt gạo thực tế nhá, người ta có hạt gạo đấy, nhìn nào. Ô, nhìn ghét chưa. Ôi, hôm nay mà đưa ra sáng chụp ảnh thì thôi rồi. Đây là trong tối mọi người nhá, em đang ngồi trong chỗ này, điều kiện ánh sáng rất là ít. Đấy, chứ do ra ngoài sáng kia thì nhìn em nó rực rỡ luôn. Nhìn phê luôn mọi người này. Đáng yêu chưa? Trời. Nào. Thế anh bé em tí nhá. Độ chuông chưa này? Độ chuông chưa? Nhìn ơi. Con này không hôi tí nào luôn mọi người. Hơi tí thôi. Nhìn đáng yêu chưa? Đấy. Quá đẹp trai luôn. Đấy. Em này quá xinh gái luôn đây này, nhìn này. Trời ơi. Nhìn thế này ai chạy yêu nhỉ. Ôi không biết là có quay được cam không nhỉ mọi người nhỉ. Đấy, em này thì chia sẻ mọi người là nó rất là hot ở cái phiên chợ sáng nay. Em chưa lên video thì tiền đã vào tài khoản rồi mọi người ạ. Chính xác à, chưa lên video thì tiền đã vào tài khoản rồi. Em này chủ nó ở Sơn La này. Đấy, chả biết là xem ở video của ai không, là điện lấy số điện trực tiếp cho em và bắt em này rồi, đón em về Sơn La rồi đây này. Với lại cái số con số rất là đẹp, 888888 tức là 8.888.888 đồng. Đây là con toàn 8 thôi, số đẹp. Nó không có cái kia. Đấy. Cho à? Ừ. Đấy, nhìn ghét chưa? Đây là chả không có cái không. Cứ ngồi đây thôi. Mình mua ghét lắm.
đấy nhá mọi người nhá, đấy ai nuôi cọc chơi cọc thì lên tìm những con như này để mua. Đấy, đặc điểm rất là chuẩn, rất là đẹp. Vậy nhá mọi người nhá, chào tất cả mọi người nào, cũng là cùng chào mọi người như này. Chào mọi người như này. Chào tất cả mọi người nhá, mọi người xem video nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video ủng hộ em nhá. À, em riêng cái video này em làm một cái đoạn video rất là ngắn để hướng dẫn mọi người cách chọn một chú hơ mông cọc 2-8 tuổi đẹp chuẩn. Vậy nhá mọi người nhá, em chào tất cả mọi người nào. Em chào mọi người đi nào. Này đòi xuống rồi. Vậy nhá mọi người nhá. Đấy, nhìn ghét chưa này. Nhìn ghét chưa này. Ôi trời, nhìn ghét chưa. Ôi nhìn ghét chưa.